Chào mừng các bạn đã đến với lớp học truyện tranh. Lại là những câu chuyện độc lạ thường ngày của cậu nhóc Shinosuke đây. Hồi còn nhỏ thì chắc hẳn ai cũng từng mong mình sẽ có một căn cứ bí mật, phải không nào? Tớ còn biết nhiều người còn dùng chăn mền để tạo thành nhà cơ. Và Shin cũng không ngoại lệ. Cậu ta đã tự tay thiết kế một ngôi nhà trông rất gì và này nọ cho mình đấy. Cụ thể như thế nào, hãy cùng mình tìm hiểu qua video ngày hôm nay nhé. À, tập phim còn có vở kịch gia đình của Nene và câu chuyện cô Yoshinaga đến thăm nhà nữa đấy. Các bạn đã sẵn sàng chưa? Chúng mình cùng vào lớp thôi. Tập phim Kazama thật tài giỏi. Mở đầu tập phim, Maso lại bị Nene bắt ép chơi trò gia đình. Người chồng Maso đang bị cô vợ khó tính Nene chất vấn vì tiền lương tháng này rất ít, không đủ để trang trải tiền nhà, tiền sinh hoạt và tiền mua sắm. Và kết thúc cho chuyện cãi nhau này là câu đòi ly hôn của người vợ. Khi này, tiểu thư AI ở trên cao cười đắc chí vì cô thấy hai người chẳng biết phải trái gì hết. Nói thế là có ý gì hả? Có giỏi thì xuống đây nói chuyện. AI liền nhìn xuống dưới, cảm giác hoa mắt chóng mặt lên ùa về. Cô rón rén từng bước trèo xuống. Ủa, rồi nếu sợ thì mắc gì trèo lên đó làm màu chi vậy? Xuống đến nơi, cô nàng trách Nene nông cạn vì đang trong thời buổi kinh tế khó khăn mà đòi ly hôn thì làm sao sống nổi. Nene cho rằng dù mình có ly hôn thì ngày mai kết hôn lại cũng có hàng dài anh xếp hàng đăng ký. Nói rồi, cô nàng nhìn xung quanh xem có ai không. Người đầu tiên cô thấy là anh chàng nhân viên văn phòng đang mệt mỏi trở về nhà sau một ngày làm việc vất vả. Chắc là vẫn còn người tốt hơn. Cô lại quay sang giờ Sibo đang nghiên cứu thuốc. Nhưng chốt lại, Nene đành phải chọn anh Shin. Bắt đầu bữa ăn, anh chồng Shin cáu kỉnh cằn nhằn và hất tung mâm cơm. Người chồng ra trưởng như này thì Nene cũng đành bó tay. Đúng lúc đó, Kazama chạy đến khoe mình vừa được cô giáo ở trung tâm ngoại ngữ khen phát âm tiếng Anh hay. Ngay lập tức, Nene đã xác định được mục tiêu xấu số tiếp theo bị làm chồng của mình. Khi này, AI liền triệu hồi anh vệ sĩ ra. Chỉ ít phút sau, một sân khấu trò chơi gia đình đã được hoàn thành. Cả bọn nhanh chóng vào vai. Anh chồng Kazama đang gọi cho Nene để thông báo mình sắp lên chức trưởng phòng. Vậy nên, tối đó cả hai cùng đi ăn tối chúc mừng. Trong khi đó, ba anh chàng dân văn phòng đang bê bết say xỉn ở một quán nhậu tồi tàn. Không lâu sau, Kazama thì nhanh chóng được lên chức giám đốc. Dù vậy, nhìn qua sơ đồ kết quả kinh doanh thì chỉ thấy công ty đang lao dốc không phanh. May mắn thay, công ty của Kazama nhận được một dự án lớn. Với nó thì cậu có thể vực dậy công ty rồi. Thế nhưng, niềm vui của cậu chưa kéo dài được đầy một phút vì điều kiện để nhận được dự án đó là cậu phải rời bỏ chức giám đốc. Chủ tịch hội đồng quản trị AI đã bổ nhiệm Shin vào thế chức thay cậu. Sản phẩm mới cũng được đưa vào sản xuất hàng loạt, đó là keo dán cường lực hiệu nước mũi với công dụng một khi đã dán thì không thể kéo ra được, rất hợp để hàn gắn những trái tim vụn vỡ khi bị tráp. Người phát minh ra sản phẩm này là chuyên viên nghiên cứu về nước mũi, Bo Chan. Sau khi nghe được tin này, bà vợ Nene thất vọng đuổi Kazama ra khỏi nhà. Kết thúc buổi biểu diễn, cả bọn tụ tập cùng nhau nói cười. Maso cứ tưởng đây là vở kịch hợp chiến của Nene và AI. Ai ngờ Kazama vào vai nam chính bất hạnh từ lúc nào không hay. Cái đó chắc cũng gọi là số phận của Kazama rồi. Kazama không thể chấp nhận được viễn cảnh này, liền bức xúc đến mức chảy nước mắt ròng ròng. Quay đi quay lại, Nene đã nhận ra Maso vẫn chính là ngôi nhất trì chân ái của mình. Tập phim Cô giáo đến thăm nhà. Vừa đi học về, Shin liền tốc biến chạy vào nhà kiếm cái ăn. Mẹ lập tức chặn lại trước tủ, dặn cậu phải thay quần áo, rửa tay và súc miệng rồi mới được ăn. Việc cần làm thì không làm, còn ở đó là mình làm mẩy, múa điệu samba nữa. Mẹ tức quá, liền cho ông cháu vài cốc u đầu. Mẹ kiểm tra cặp Shin thì thấy một tờ giấy thông báo rằng cô giáo tới thăm nhà vào ngày 6. Để tránh trường hợp đáng chí hay quên, mẹ tính ghi vào lịch. Đúng lúc đó, có bưu kiện được chuyển phát tới trước cửa. Mẹ đành nhờ Shin tìm số 6 trên lịch và đánh dấu to vào. Ai ngờ ông báo này lại cầm ngược tờ thông báo nên đã khoanh vào số 9. Đến ngày 6, cũng là ngày tới thăm nhà, mẹ gọi Shin và Hima chuẩn bị đồ để đi công chuyện. Hôm nay có khá nhiều việc, nào là mua đồ trang điểm ở tiệm mới khai trương, sau đó là tiệm tạp hóa đang giảm giá sản phẩm. Shin nhăn mặt không muốn đi, nhưng mẹ không cho cậu có quyền lựa chọn, vì có những sản phẩm rẻ thì một người chỉ mua được một phần thôi. Ba mẹ con vừa đi thì cô Yoshinaga cũng đã tìm tới nơi. Cô vừa đến trước cửa thì ông nội Shin cũng tình cờ có mặt. Hôm nay rảnh rỗi nên ông muốn đến đây để thăm con cháu của mình. Cả hai cùng nhau vào trong nhà nhưng cửa lại khóa không mở được. Ông nội cứ nghĩ mẹ chưa dọn dẹp nhà cửa nên mới khóa kín không cho ai vào. Sau vài phút, cả hai vẫn không thấy động tĩnh gì. Lạ thật đấy, ông đã gửi bưu thiếp tới rồi mà không chuẩn bị gì cả. Nói rồi, ông tiến đến hòm thư lấy ra bưu thiếp mình đã gửi. Ủa, nó vừa mới được giao tới mà. Còn cô giáo gửi thư báo trước tận một tuần mà còn bị cho leo cây đây này. Đột nhiên, ông lên cơn đau ngực và nằm gục xuống. Cô giáo hốt hoảng tính gọi cấp cứu. Ai ngờ ông chỉ đang giả vờ để người bên trong ra mở cửa. Diễn đến mức này rồi mà không thấy ai thì chắc chắn là không có người ở nhà thật rồi. Thế là ông ra chùa mấy tuyết để lấy chìa khóa dự phòng, mở cửa vào bên trong. Thấy phòng khách bừa bộn chẳng khác gì bãi chiến trường, ông nội cũng ngại thay cái nhà này. Nhận thấy tình hình hơi bất ổn, cô giáo ngỏ ý hôm khác sẽ quay lại. Thế nhưng ông nội lại không đồng ý, bảo cô cứ ở lại chơi, mình dọn dẹp một chút là xong.
Ít phút sau, căn phòng quả nhiên đã thoáng hơn, thế nhưng nhìn vào góc nhà thì lại thấy đủ thứ ngổn ngang chất đống. Sau đó, ông đi pha nước cho cô giáo uống. Nhìn cốc nước đen xì trước mặt, cô giáo có chút hoài nghi. Ông nội giới thiệu đó là nước rau má. Thấy cô giáo giao dự, ông lại trưng ra vẻ mặt buồn rầu khiến cô không thể từ chối. Sau khi làm một hơi hết sạch, cô gắng gượng khen nước rất ngon. Ai mà có rẻ, ông nội tưởng thật nên hào phóng pha cho cô cốc nữa. Chả là năm ngoái, bạn của ông đã cho quá trời bột rau má mà ông chưa có dịp uống, hay nói thẳng ra là dở quá nên ông không uống được. Cô dù xịt keo nhưng cũng đành uống hết hai cốc cho ông vui. Một lúc sau, mẹ trở về nhà thì thấy cửa đang mở. Vào phòng khách, thấy cô giáo và ông nội đang ngồi nói chuyện, mẹ mới nhận ra mình nhớ lộn ngày. Mẹ lập tức xin lỗi cô giáo rồi rít. Còn ông nội thì đang tự hào, khoe mình đã tiếp đãi cô giáo rất chu đáo giống con dâu. Nhìn hai ông cháu nhà này cười nham nhở, cô chỉ biết thầm cảm thán gen nhà này quả là không lộn đi đâu được. Tập phim Ngôi nhà trú ẩn của Shin. Ở trung tâm thương mại, Shin đang bị thu hút bởi mô hình căn cứ bí mật của Action Kamen. Cậu thích thú vào bên trong, tham quan một lượt mà lòng không kìm nổi sự sung sướng. Vừa thấy mẹ, cậu lập tức chạy xuống khen mẹ hết lời. Nhưng chưa kịp vào vấn đề chính, cậu đã bị mẹ chặn họng, không cho nói tiếp. Mẹ thừa hiểu là ông tướng này muốn vào vĩnh mua bộ căn cứ kia rồi. Thứ quan trọng nhất khiến cả hai không thể đến với nhau được chính là cái giá trên trời 58.000 yên. Ngoài ra còn tỷ lý do khác như nhà không có chỗ để, tính Shin chơi một chút là chán liền. Shin liền khép tay mẹ lại, như vậy là không còn lý do gì nữa rồi. Thì đúng là hết lý do không mua thật, nhưng nó lại trở thành lý do khiến cậu ăn đấm vì cái tật tài lanh. Mẹ gọi Shin về, nhưng ông cháu nhất quyết bám chặt vào bộ mô hình. Mẹ cũng chán chẳng muốn nói, bèn để tên sư quậy ở lại mà đi về trước. Tối hôm đó, TV đang chiếu chương trình trượt tuyết của chị gái xinh đẹp, nhưng Shin lại cứ ngồi ủ rũ một góc, đến cả bánh su kem cậu cũng không thèm ăn. Bố bèn hỏi mẹ xem có chuyện gì xảy ra. Mẹ ngỏ ý muốn bố làm cho ông cháu một căn cứ bằng gỗ, nhưng cái này làm hơi khó, với lại bố cũng đang bận trăm công nghìn việc đây này. Ngày hôm sau, mẹ mang về nhà một thùng cát tông lớn để làm căn cứ cho tên sư quậy. Mới đầu thì Shin còn có vẻ hào hứng, nhưng khi mẹ vừa rạch xong cánh cửa thì mặt ông cháu liền biến sắc. Nó khác xa so với tưởng tượng của cậu, nên cậu trách mẹ chỉ làm qua loa cho có mà thôi. Mẹ cũng hết nói nổi với ông tướng này rồi, bèn để đó cho cậu thích làm gì thì làm. Khi mẹ đi chợ trở về thì thấy căn cứ bí mật của Shin đã hoàn thành. Cô cậu còn biết dùng băng keo làm tay nắm cửa nữa. Bên trong trông cũng rất gì mà này nọ. Shin cũng thông báo cho mẹ biết từ nay mình sẽ sống trong nhà này luôn. Hima cũng muốn bỏ vào chơi, thế nhưng Shin lại xấu tính không cho vào. Đây là nhà của cậu rồi, ai muốn vào thì phải trả 1 triệu yên. Thế thì mẹ cũng sẽ lấy tiền thuê nhà của con đó nha. Có cho Hima chơi cũng không thì bảo. Mẹ nói vậy thì chịu rồi, sao cãi được. Mẹ cũng rất vui vì sự sáng tạo của Shin. Biết đâu sau này, ông cháu trở thành kiến trúc sư cũng nên. Chợt mẹ để ý tới cái khăn mà Shin dùng để làm rèm cửa sổ. Đây là khăn tay cao cấp của mẹ mà. Đằng nào mẹ cũng cất hoài không lấy ra dùng nên Shin mới tận dụng thôi. Mẹ tức giận giật lại cái khăn, nhưng mà dùng băng keo dính dán lên thì nó cũng sổ chỉ tiêu tùng hết rồi còn đâu. Sau bữa tối, Shin ngỏ ý mời bố vào trong nhà mình tham quan. Bố nằm sấp đưa nửa thân mình vào bên trong và không ngớt lời khen ngợi tay nghề của con trai. Shin cũng sẽ cho phép bố ghé qua nhà mình ở nếu cãi nhau với mẹ và bị đuổi khỏi nhà. Nhưng sự thú vị không chỉ có nhiều đó đâu. Ông cháu này còn đáo để dán hình người đẹp áo tắm lên tường và che lại bằng lịch nữa. Ai mà có rẻ, mẹ đã đứng ở ngoài cửa sổ từ lúc nào và chứng kiến tất cả. Bố giật mình đứng dậy thì lôi luôn cả căn nhà đi theo và ngã sõng xoài ra đất. Căn nhà đầu tiên của Shin cứ thế trở thành bờ đống giấy vụn. Và đó là những câu chuyện thú vị của ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã theo dõi tập phút của này. Nếu thấy hay, hãy like và đăng ký kênh để ủng hộ lớp mình nha. Chúng ta sẽ quay trở lại với nhiều tập phim thú vị hơn. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye!